Chào mừng anh em trở lại với kênh Kết Nối Tiêu Dùng. Không biết anh em đã coi cái clip mà Thành so sánh ba con máy bắt vít của DeWalt, Makita và Bosch bữa trước hay chưa? Gồm có một con DCM 887, một con Makita DTD 153 và một con Bosch GDX 180. Thì trong clip đó thì con DeWalt đã giành phần thắng trong rất là nhiều những cái yếu tố, và trong clip này thì Thành sẽ đi chi tiết nó để cho anh em xem ha. Nó có những cái gì đặc biệt, những cái gì thú vị, và Thành sẽ mở ở bên trong ra cho anh em coi luôn. Trên bàn bây giờ thì Thành đang để một cái thân máy không nha anh em. Khi mua thân máy không thì nó được đựng trong cái hộp giấy như thế này. Và khi mở ra thì anh em có một cái thân máy nè. Chúng ta sẽ có một cái móc để mà anh em có thể móc máy vào lưng quần hay như thế nào đó. Và chúng ta sẽ có một cái nam châm để mà giữ cái mũi vít. Tiếp nữa trong hộp thì chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng và thẻ bảo hành đó. Trong đây thì không có tiếng Việt nha anh em, tại vì cái máy này nhập trực tiếp từ thị trường Hàn Quốc, cho nên là sổ của nó chỉ có tiếng Anh và tiếng Hàn thôi, không có tiếng Việt. Nhưng mà anh em đọc ở trong đây thì anh em vẫn sẽ có những cái thông tin hữu ích, ví dụ như là thông số kỹ thuật, tốc độ vòng quay, rồi pin đồ này kia các thứ. Đó là tất cả những gì mà chúng ta có ở trong một cái combo thân máy không. Còn nếu như mà anh em mua những cái combo khác á, thì đây Thành sẽ để cái bảng giá ở đây để cho anh em tham khảo ha. Sẽ có giá của đầy đủ tất cả các combo và hình ảnh của từng combo. Thì những cái combo khác thì nó sẽ có thêm hai pin và một cục sạc và thêm một cái vali nữa. Tất cả những máy móc của Kết Nối Tiêu Dùng bán ra thì đều là hàng chính hãng. Và con này cũng vậy, con này được bảo hành 3 năm tại Việt Nam, và anh em có thể bảo hành toàn quốc, ở đâu cũng được anh em. Anh em nhớ lưu ý, mua máy thì anh em phải kiểm tra cái tem chống giả trên thân máy, có cái chỗ để anh em cào và kích hoạt bảo hành. Và hãy nhớ ghé những địa chỉ uy tín mua, đừng mua bậy bạ mà mua chúng hàng giả hàng nhái này kia nha anh em. DeWalt thì đừng làm giả rất là nhiều. Máy được DeWalt làm rất là ngon lành, rất là đẹp, và những cái chi tiết thì rất là gọn gàng ha. Màu này kia rất là đẹp, Thành rất là thích. Được bọc cao su rất là nhiều này. Đây, hoàn toàn ở phía sau này đều bọc cao su. Tay cầm bọc cao su đó, có những cái cục cao su ở bên này để mà giảm chấn khi mà lỡ đâu máy nó bị rớt đó. Ở đằng trước này cũng là bằng cao su luôn. Cấu tạo máy thì ngoài một cái cò điều tốc, thì lên trên anh em cũng có một cái công tắc đổi chiều vặn ra vặn vô. Lên trên này thì chúng ta có ba cái đèn led, và bố trí đèn led kiểu này thì nó sẽ không bị che cái đầu vít của chúng ta. Thành rất thích kiểu bố trí đèn led này, và đèn led của cái máy này cũng khá là sáng ha. Tới phía trước thì chúng ta sẽ có một cái đầu 1/4 inch để chúng ta có thể nhét mũi vít vào. Hầu hết các mũi vít thông dụng đều nhét rất thoải mái. Và điểm hay của cái loại đầu này á, đó là anh em chỉ cần nhận nó vô là nó vô. Đó, hãng DeWalt thì làm cái điểm này rất là hay, Thành rất thích. Đối với những hãng khác á, thì anh em bắt buộc phải sử dụng hai tay, đó là anh em dùng một tay anh em kéo cái này ra và anh em nhận cái này lại. Đó, còn DeWalt thì không cần. Đó. Xuống phía dưới chính là cái công tắc để anh em có thể thay đổi chế độ và tốc độ cũng như là sức mạnh của máy. Thì nó sẽ có 3 mức, số 1, số 2, số 3. Ở số 1 thì máy nó sẽ chạy chậm nhất ở 1000 vòng trên 1 phút. Và anh em nhìn thấy có một cái hình, một cái vít ở trên ha. Ở cấp số 1 này á, thì chính là cái chế độ mà DeWalt họ gọi là Precision Drive, tức là vặn chính xác. Thì ở chế độ số 1 này á, máy nó sẽ chạy chậm vừa phải, và khi mà tới lực thì máy nó sẽ dừng. Đó, nó sẽ tránh cho cái hiện tượng là chúng ta làm hư vật liệu. Ví dụ như là anh em bắn vít vào những cái vật liệu mềm, ví dụ như là gỗ MDF chẳng hạn, hoặc là ví dụ như là vít tắc kê này cái thứ, thì anh em sử dụng cấp độ 1 là vừa ha. Vặn tới lực thì nó sẽ dừng. Còn qua chế độ 2, tốc độ lúc này tăng lên 2800 vòng trên 1 phút. Và qua chế độ 3 là cao nhất 3250 vòng trên 1 phút. Và nó cũng đóng búa mạnh nhất luôn. Và xuống dưới thì chúng ta sẽ có một cái khoang đựng pin. Đây, đó. Lắp pin vô thì rất là dễ dàng. Hai bên máy có hai cái lỗ vít để chúng ta có thể vặn những cái phụ kiện mà hồi nãy Thành đã cho anh em coi, là cái móc và cái nam châm á, vào đây.
Đó. Còn bây giờ thì Thành sẽ mở cái bộ đồ lồng của máy ra cho anh em xem luôn. Khi mở máy này thì anh em sẽ sử dụng một cái cây lục giác sao T10 nha anh em. Và sau khi mà anh em đã mở hết tất cả những con vít ra rồi á, thì chúng ta sẽ bung cái lớp nhựa của máy ra. Đó, khá là dễ dàng thôi ha anh em. Đơn giản thôi, chẳng vấn đề gì. Trong đây thì chúng ta sẽ có nè, đi từ dưới lên nha, chúng ta sẽ có một cái công tắc chế độ ở đây. Qua đây thì cái chỗ tiếp xúc pin. Bên đây chúng ta sẽ có cái mạch của máy, cái mạch nó nằm ở trong đây nè. Vì cái máy này xài động cơ không chổi than nên cái nó sẽ có một cái mạch điện tử để điều khiển cái động cơ của chúng ta ha. Một số cái tủ ở đây và ở trong đây thì có cái mạch, và họ đã đổ keo rồi nha anh em. Đó, đổ keo đầy ở trong đây luôn. Đổ nguyên hết cái phần này. Không biết nó như thế nào bên trong, nhưng mà làm như vậy thì nó sẽ chống được cái chuyện là khi mà máy chạy nó rung nhiều á, tại vì cái máy này có búa, khi mà búa nó đóng lâu ngày thì khả năng là những cái chân linh kiện này kia nó có sẽ bị hở, hoặc là những cái chỗ mà tiếp xúc dây điện này kia nó sẽ bị hở ra, nó sẽ dẫn tới gián đoạn công việc. Những cái chắc quan trọng này nè, đổ keo hết rất kỹ càng. Còn đây thì chính là cái động cơ của máy, là một cái động cơ không chổi than. Đây, sẽ mở ra luôn đi. Đầu tiên nè, đây thì chính là cái phần đèn led ở phía trước nè. Nó được kết nối bởi một cái jack bằng nhựa. Cái động cơ của chúng ta thì mở ra thì cũng không có khó khăn lắm đâu ha. Đấy, rất đơn giản thôi, mở ra. Động cơ không chổi than, anh em sẽ nhìn thấy ở trong đây có những cái cuộn dây đồng nhỏ nhỏ chia theo pha. Đây là một cái động cơ mà nó được điều khiển bằng mạch điện tử, và cái rotor nó sẽ không có tiếp xúc với cái stator này kia các thứ đâu ha. Nó chỉ có một cái cục, chỉ có một cái bạc đạn ở phía sau này, và cái rotor hầu như không có tiếp xúc với phần nào khác, cho nên là ma sát cực kỳ thấp và nó đưa lại một hiệu suất rất là cao cho cái động cơ không chổi than. Còn đây, tiếp theo chúng ta mở cái phần đồ lồng cái búa của máy ra. Đây, đó. Rất là lực, rất chắc chắn nha. Và DeWalt thì họ luôn xài cái mỡ bò màu đen như thế này nha anh em, rất thú vị. Khi mà máy nó xoay tới một cái mức độ nhất định mà cái phần lẫy này bị dừng lại thì cái búa này nó sẽ bắt đầu đóng. Lúc cái lực cứng đủ một cái độ cứng nhất định thì cái búa này sẽ bắt đầu đóng và cái lò xo này nó sẽ nhúng. Đó, nó sẽ nhúng, và khi mà nó bật xuống thì nó sẽ tạo ra một cái lực đóng xuống nhỏ nhỏ và nó cũng đóng ngang nữa. Đó. Đây là toàn bộ cái đồ lồng của máy. Tiếp theo chúng ta lật cái phần bên coi thử cái cò của máy nha. Model là SBS. Đó, nó cũng ghi rất rõ ràng part number này kia các thứ nha anh em. Đồ này kia làm rất là chắc chắn ha. Những cái đường hàng này kia các thứ rất chắc chắn. Máy xài pin 18V và cho công suất đầu ra lên tới 400W. Tốc độ không tải ở lần lượt 3 chế độ là 1000, 2008 và 3250 vòng trên 1 phút. Nhịp búa đập lên tới 3800 lần trên 1 phút. Lực xoắn tối đa của máy rất là cao, lên tới 205 Nm, thuộc dạng mạnh nhất ở trên thị trường hiện nay rồi ha anh em. Thân máy không thì nặng 0,9kg, khá là gọn nhẹ. Về khả năng vận hành của máy thì trong clip mà so sánh ba máy nó đã rất rõ ràng, anh em có thể coi lại trong clip đó nhé. Cái máy này là một cái máy mà Thành cho là rất là kinh tế, rất là ngon lành, mạnh, có 3 chế độ và giá thì rất là dễ chịu. Cho nên là nếu như anh em cân nhắc một con máy bắn vít thì hãy nghĩ tới nó đầu tiên nha anh em. Nếu anh em quan tâm và muốn mua những máy này về xài thì anh em có thể để lại số điện thoại bên dưới phần nhận xét, kết nối tiêu dùng sẽ gọi lại cho anh em. Hoặc anh em mua trực tiếp trên website kết nối tiêu dùng.vn.
hoặc anh em có thể ghé trực tiếp 106 Tái Thiết, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh để mà sờ tận tay và test máy luôn. Ở đây thì có rất là nhiều loại máy để anh em so sánh và tham khảo. Mua hàng Kết Nối Tiêu Dùng thì cam kết 100% là hàng chính hãng. Nếu anh em phát hiện hàng giả hàng nhái thì bồi thường cho anh em 1 tỷ đồng. Kết Nối Tiêu Dùng ship hàng toàn quốc và ship nhanh ở Thành phố Hồ Chí Minh chỉ 1 tới 2 giờ đồng hồ. Có bất kỳ thắc mắc gì thì anh em cứ để lại bên dưới phần nhận xét, Thành sẽ giải đáp cho anh em. Cảm ơn anh em đã xem hết clip này. Đừng quên cho một like cũng như là bấm vào nút đăng ký nếu như anh em chưa đăng ký kênh để không bỏ qua bất kỳ một clip nào về máy móc hay là chương trình khuyến mãi sắp tới của Kết Nối Tiêu Dùng. Xin chào và hẹn gặp lại.